bạch lộc rời xa trương năng hách vất nên thấy rõ nhưng vẫn thua tình màn ảnh la văn hy ở điểm này sau khi bị trương năng hách phủi sạch mối quan hệ bạch lộc bất ngờ được hưởng phúc lợi lớn bạch lộc hiện đang là gương mặt nhận được sự quan tâm của cả giới truyền thông lẫn công chúng sau khi hai bộ phim mà cô đóng chính sĩ ái vi doanh và ninh An như mộng lên sóng và kết thúc cùng lúc dù hiệu quả công chiếu của hai tác phẩm đều khá khả quan nhưng trả về kỳ vọng của người hâm mộ bạch lộc lại liên tục dính ồn ào tuy nhiên sau khi tin đồn chia tay trương năng hách bùng nổ nàng tiểu hoa lại bất ngờ nhận được đại ngộ đặc biệt từ các nhãn hàng mà mình hợp tác. Theo đó quảng cáo, hoa tây tử của đại sứ toàn cầu thương hiệu Bạch Lộc tại Paris đã được chính thức tung ra. Đặc biệt quảng cáo lần này có sự kết hợp của sao nữ Ninh An Như Mộng, nhãn hàng và tạp chí Bao Sa. Xuất hiện trong đoạn video diễn viên họ Bạch gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp trong trẻo nhưng không kém phần thơ mộng tại trời Âu. Ngoài ra thần thái của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng vì tự nhiên đã bớt đơ cứng hơn trước. Qua đó có thể thấy với sức hút và danh tiếng ở thời điểm hiện tại, việc Bạch Lộc liên tục được các nhãn hàng để mắt tới cũng như trao cho những biệt đại lớn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên học Bạch chưa xứng đáng với những đại ngộ ấy. Họ bày tỏ quan điểm rằng cô nàng chưa hề xây dựng được thương hiệu riêng, lại không hề có thần thái của nhãn hàng cao cấp. Nói những tranh cãi gần đây của Bạch Lộc, cô nàng nhận về cơn mưa gạch đá khi nội video cởi cợt kèm duyên với Vương Hạc Đệ, lúc cả hai đồng sĩ ái vi xoanh bắt nguồn từ việc hậu trường Mỹ Nam Họ Vương có góp ý về góc quay về bạo diễn khách hổ, thậm chí đề xuất nảy phim Hàn, Golin như tư liệu tham khảo. Đầu năm 2023, dự án cổ trang trường Nguyễn Tấn Minh do Bạch Lộc Đa Vân Hỷ đóng chính đã sơ đồ kỷ lục tất cả phim web drama từ trước tới nay, với hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước. Chỉ số truyền thông luôn duy trì mức độ nhiệt cao, thành công của bộ phim giúp cặp đôi sở hữu nợ fan đông đảo, thậm chí cả hai còn vững tin đồn hẹn hò về những tương tác tình cảm ở hậu trường. Mở đây bộ phim truyền hình Người yêu hiệu chữa lành của La Vân Hy và Trương Nhật Nam đóng chính đã mở điểm đa ban 5.8 với 10 năm ngàn lượt đánh giá. Như vậy đứa con tinh thần của Mỹ Nam họ La đã chính thức vượt qua dị ái vi doanh ra Bạch Lộc Vương hạng đầy đóng chính, tuy nhiên lại để thua Ninh ăn như mộng với số điểm đa ban đạt 6.9.